Tác dụng phụ khi ăn quả bầu cần đặc biệt lưu ý. Quả bầu có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm tạo thành các món ngon miệng, mát bổ nhưng cũng có những tác dụng phụ cần lưu ý khi ăn và chế biến. 1. Gây khó chịu cho dạ dày. Tuyệt đối không nên ăn quả bầu nếu thấy có vị đắng vì nguy cơ ngộ độc cucurbita trên rất cao, gây khó chịu cho dạ dày. 2. Phản ứng dị ứng. Một số người có thể bị dị ứng với quả bầu như sưng, phát ban hoặc ngứa. Nếu nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào sau khi ăn quả bầu, hãy ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ. 3. Đường huyết. Ăn quả bầu có thể gây ra sự thay đổi lượng đường trong máu. Vì vậy, bệnh nhân đái tháo đường cần theo dõi chặt chẽ lượng đường trong máu khi ăn quả bầu thường xuyên. 4. Tương tác thuốc. Quả bầu có thể tương tác với một số loại thuốc. Nếu đang dùng thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có ý định thường xuyên ăn quả bầu.